tôi tâm sự với các bạn nghe này. Đã bao giờ bạn bắt tay vào khởi nghiệp là có người phản đối bài lối bạn chưa? Nói bạn rằng là ôi giời, công việc này vô bổ, làm để làm gì cho người ta cười. Nhưng mà nếu bạn không quyết tâm, bạn không chứng tỏ bạn thành công thì bạn đang là một người thất bại đó. Thôi, cà sang một bên đau đầu mệt óc ạ. Hãy cùng bay ngao du thiên hạ nhé. Xem mà đi mua hải sản tại Pensacola ở Mỹ có gì đông vui mà khác lạ vậy. Nếu bạn ủng hộ kênh của mình thì hãy bấm like và đăng ký kênh để chứng minh liền nhé. Cảm ơn các bạn. Pensacola là một thành phố cực tây thuộc bang Florida, với biển xanh là một bãi biển trắng nhất thế giới. Nhưng mà hôm nay thì May sẽ không đi biển, mà May sẽ đi mua hải sản. Và hải sản ở đây được ngon nổi tiếng tại bến cảng 5 sao là Châu Tisti. Mà đường vô Florida thì nó thật là ngoằn ngoèo, nó rộng lớn lắm mà. Mỗi một làn hầu như sẽ có mỗi một đường, đoạn đường đi đều có 5 làn xe. Và nhiều khi bạn không biết đi đường nào luôn á, mình phải dùng đến GPS. Yeah, cuối cùng đã tới. Xa xa mình đã thấy cái nhà hàng Joe Party kia rồi. Và thấy một cái chiếc thuyền đánh cá cũng rất là to đó cả nhà. Thường thường thì họ sẽ đánh cá trực tiếp ở trên tàu, và sau đấy thì họ sẽ chế biến sạch sẽ và họ mang ra bán thôi. Cho nên là đồ hải sản ở đây là thực sự rất là tươi, ngon. Vô phía bên trong nhà hàng thì đông quá trời đông. Và ở đây là hầu như là mọi người ai cũng phải deadline để đến lượt của mình thì mới được mua. Trước hết là mình cũng đi xem một lượt, sau đó mình mới mua được một chút xíu. Nội dung xem chi tiết thì chắc là các bạn phải vào kênh YouTube của mình là May TV để xem cụ thể hơn là trong nhà hàng họ có những gì. Bởi vì là hiện tại là mình cũng đã quay rất là dài nhưng mà không thể upload lên được hết, cho mong các bạn thông cảm nha. Nếu có dịp tới Florida thì bạn chắc chắn sẽ hãy đi cái nhà hàng này, bởi vì nhà hàng này đồ rất thực sự rất là ngon. Nhà hàng này cụ thể tên là Joe Party. Thôi tạm thời mình xin kết thúc được video tại đây. Xin hãy bấm subscribe và like cho kênh của nhà nhé. Bye.